Em kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Ẩm Thực Chay Vlog của em hôm nay nha mọi người. Đây là những cái rau củ mà sáng em đi chợ đó mọi người. Bây giờ đi chợ là cách ngày nha, chứ không có được mà đi thường xuyên nữa, cho nên mình cũng có mua thêm một ít rau củ nữa nha mọi người. Đây là cà chua với lại cái đậu bắp á. Mình mua tổng cái này hết trơn, nó chỉ có 8.000 thôi mọi người. Rồi một ít cái đậu hũ kỳ lá muối á. Đây là miếng 2.000, mình mua nó 5 miếng. Đậu hũ kỳ này ăn rất ngon nha mọi người, để ăn canh chua á mọi người. Còn đây là đậu hũ trắng, mình hôm trước cũng có mua, cũng còn mấy miếng, tại này mình mua thêm để sẵn thôi nha mọi người. Nó cà tím này mình mua 2 trái là. Còn đây là cái phần nấm với cà tím nha. Hồi nãy mình có mua 2 trái, nhưng lấy ra 1 trái để mình kho chung với nấm á mọi người. Hồi sáng mình đi mua nấm á, cái anh đó ảnh bán 300 gram 10.000 á mọi người. Mình thấy nấm nở, thấy cũng rẻ, thôi mình mua. Mua 300 gram 10.000, mình mua xong cái tự nhiên cái ảnh kêu đưa bọc nấm lại. Mình cũng giật mình không biết là chuyện gì tới. Cái mình thấy vậy, mình cũng đưa bọc nấm lại coi ảnh làm sao, rồi hồi mình cũng bất ngờ là ảnh hốt hết cái nấm ở trong cái thau ảnh tặng cho mình luôn nha mọi người. Thì cái này hết trơn luôn là gần 600 gram. Lúc anh cho mình cũng từ chối, mình không có nhận. Thì thấy anh hốt vào trong bịch á, mình có chụp tay anh lại là không lấy. Nhưng anh nói thôi lấy hết đi để ảnh đi về luôn, ảnh không có ngồi bán nữa. Mình cũng không biết ảnh có chuyện gì buồn không, nhưng mà mình cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ mình trong cái mùa dịch. Và cầu mong cái chuyện tốt đẹp sẽ đến với gia đình của anh nha mọi người. Thì cái phần nấm này bây giờ mình sẽ chẻ nó ra mọi người, để mình kho chung với cà tím. Cái này nhiều á, mình kho cho nó hơi cứng tí xíu, tức là hơi mặn tí xíu. Mình để dành mình ăn được lâu ngày nha mọi người. Nếu mình kho hơi lạc là nó dễ bị ôi thiêu lắm. Mà mình cũng không hiểu làm sao nha. Mình thật sự mình chia sẻ mọi người, mình đi chợ thì người ta cũng hay cho cái này cho cái kia thêm lắm. Mà cho là cho nhiều chứ không phải là cho ít nữa. Mình đi chợ mà gặp cảnh đó, người ta cho mình á, mình trong lòng thì mình vui thiệt, nhưng mà thật sự cũng rất là ngại nha mọi người. Giờ cái phần nấm này mình rửa sạch, giờ mình đã cũng chẻ ra xong hết trơn rồi. Cà tím mình cũng chuẩn bị mình chẻ luôn á mọi người. Giờ trong mùa dịch này mình cũng không có quay mấy cái những món làm ăn hơi nó hơi cầu kỳ nữa, cho nên giờ mình cũng chia sẻ lại trong những ngày mùa dịch đó, thức ăn của mình nó đi mua cũng hơi khó khăn. Mình mua những cái này nè, mình có cái gì mình mua đấy để ăn được từ 3 ngày 4 ngày trở lên, hoặc là số thức ăn mình dự trữ mình để sẵn trong nhà. Như thức ăn nào mà nó không bị hư á, mình để ăn lâu được mình sẽ để sẵn. Bây giờ có một số chợ này kia đi lại cũng đâu được nữa đâu mọi người, cấm chợ luôn. Thì ở nhà đó là sinh hoạt phí này kia, mua này kia đó, tất cả các cái rất là bất tiện, phải nhờ bên dân phố, bên phường á, người ta đi mua giùm cho mình đó mọi người. Còn ở đây mình còn có thể đi chợ được, cho nên mình cũng tranh thủ thời gian mình mua được cái gì mình mua, mình để sẵn trong nhà mọi người. Có những cái mình cần thiết mình nhờ người ta mua mà cũng thật sự rất khó khăn, người ta mua không có đúng theo ý của mình đâu. Cho nên mình cũng gắng tranh thủ nha mọi người. Thì giờ dịch bệnh tới thì ai cũng rất khó khăn, cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao đó để phòng tránh dịch bệnh tốt nhất, để cho đỡ gánh nặng của nhà nước nha mọi người. Có thêm một người bị bệnh là rất nhiều người bị bệnh, cho nên mình rất sợ điều đó. Mình bởi vì mình đi ra chợ mình rất là kỹ, mà bây giờ chợ cũng ít người lắm. Khi mà mình mua này kia xong hết trơn mình về mình vệ sinh tay chân nó bằng cái nước rửa tay khô á mọi người, hoặc mình đi tắm luôn, tắm xà bông. Cái nấm này mình đã xong rồi đó mọi người. Mình để lên trên mình cái chảo dầu mình đã nóng, mình để lên trên cái chảo dầu mình xào qua sơ nha mọi người. Mình sẽ cho nấm với lại cà luôn, mình cháy tỏi á, mình sẽ để lên, mình sẽ làm cho nó thật là thơm và mình xào nó. Cái này là cái giai đoạn đầu thôi nha mọi người. Giờ trong mùa dịch mình thấy cũng có nhiều người cũng hay chống đối, mình rất là bức xúc. Không có đi lại được, cũng không có mua bán gì được, cũng không có tiền bạc gì xài nữa, mình cũng bực bội lắm mọi người. Cho nên chúng ta khi mà xem này á thì nên suy nghĩ như thế nào, chúng ta phải cố gắng ở nhà tránh dịch nha mọi người. Lỡ có bệnh xui thì mà nên mình mang không nói, mà mình sẽ gieo họa cho nhiều người mọi người, chết người luôn á, tội lắm. Mình không thích điều đó xảy ra đâu. Đó, cái phần này bây giờ mình đã xào qua xong rồi đó mọi người. Đó, các bạn xào mà này mình không có để nước nha, cái nấm này nó tự ra nước đó mọi người. Ra nước nhiều lắm. Đó, khi mà mình đã xào nó qua một lượt xong rồi đó mọi người, mình sẽ cho qua một cái nồi. Cái nồi này cũng lớn, mình sẽ cho vào nồi này để mình kho nha mọi người. Đó, mình cho tất cả vào nồi luôn. Thì khi mình kho đó mọi người, mình cho thêm một ít nước nha. Mình cho vào đây thêm khoảng 100 ml nước đó mọi người. Tại vì nấm nó đã ra nước rất là nhiều á, cho nên mình cho vô thêm một ít nước thôi. Thì các bạn cho vào đây thêm nước, rồi để nước mắm chay á mọi người. Không có thì các bạn có thể để cái xì dầu á. Không thôi là các bạn để muối không cũng được, nhưng mà kho cho nó hơi mặn tí xíu nha, để mình ăn cho nó lâu nha mọi người. Mình để nước đó, mình sẽ cho thêm nước mắm vào đây. Đó. Các bạn cho thêm gia vị vào cho vừa ăn mọi người. Nhưng mà nấu cái này, kho nấm này các bạn lưu ý nha, bột ngọt hay là cái hạt nêm á các bạn để ít thôi. Bởi vì cái bản chất của cây nấm nó ra cái chất rất là ngọt, cho nên mọi người để cái bột ngọt là ít là vừa đó. Còn đường với muối thì các bạn để vô như thế nào đó nó sẽ điều vị lại rất là ngon. Đây là trong thời gian khoảng 15 phút rồi đó mọi người. Cái nấm của mình với cà bắt đầu nó chín mềm hết rồi đó. Thì lúc này nó đã chín hết rồi, mình sẽ cho thêm hành lá vào nữa là mình tắt bếp nha mọi người. Rồi, thì cái món nấm kho với lại cà của mình đến đây đã hết rồi đó mọi người. Thì trong ngày dịch thì mình nấu ăn có nhiêu mình chia sẻ mọi người thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu hay hãy nhớ bấm đăng ký, hãy like cho em nha mọi người, tạo thêm động lực nha. Cảm ơn mọi người.